rời xa có hai phút mà xuống gần nghìn người. Nào, giờ chỉ còn là cái tên thôi. Ninh Quế Anh, Nhật Lễ, Tiến Nguyễn đi. Giờ chỉ có cái, giờ chỉ là cái tên thôi. Thôi chờ đấy, tầm chục hôm nữa nhá. Chục hôm nữa. Ngồi để thôi, xin là ngồi đấy, ngồi để rồi nhá. Bây giờ mình lên 7 chai đây mọi người, lên 7 chai. Lên 20 chai dung dịch vệ sinh linh hay dùng nha mọi người ơi. 220k hôm nay chỉ có 135k, 135k 200 mil cho em nha. Cái này mọi người ai mà bị ngứa ngáy nấm mốc. Các chị bảo anh Linh bị ngứa ngáy nấm mốc. Ai bị ngứa ngáy nấm mốc có tình trạng bị làm sao đấy thì mọi người dùng. Và những ai mà chưa có tình trạng gì thì cũng phải dùng để giao phòng tránh các kiểu nha mọi người ơi. Đây, cái chai ủng được giằng reo, mang giằng reo mà. Đang lên giằng reo. Giằng reo nha mọi người, giằng reo thì dành cho những ai mà thế Linh dùng loại nào? Linh loại dùng loại có tóc hay là không có tóc? Linh á, Linh dùng loại bọt hay là dùng Linh có tóc hay không? Có tóc. Đâu tóc. Đâu tóc. Có tóc. Mọi người ơi, Linh có tóc à? Có tóc nhưng ai có tóc nhưng mà rầm hay không rầm, nếu như mà rầm thì dùng nhau mình lại ít này nhiều thôi, dùng ít này nhiều thôi đúng vậy, rầm nó gượng luôn này, sung khê luôn, sung khê luôn. Có tóc ai mà có tóc như Linh á, kiểu ai cũng như mình đằng sau mình đang còn ghim nha. 135k, cái này là bắt buộc phải dùng nha, dùng nước sạch thế nha mọi người, dùng nước sạch nha. Một suất nữa con mà. Cái này của phụ nữ mà. Linh thì có tóc thì dùng giằng reo, còn Hoàng cạo đầu rồi. Nhưng mà cái này của phụ nữ mà. Cái này của phụ nữ mà. À, cái này cả nam cả nữ đều dùng. Cái này cả nam cả nữ đều dùng được nha. Cái này Hoàng như ông Linh thì ông dùng giằng reo bởi vì ông có tóc, còn như ông Hoàng thì dùng giằng bọt bởi vì ông Hoàng là độc lắm rồi. Thì bây giờ mình sẽ lên cho mọi người là giằng có tóc nhá, ai có tóc thì mua cho mình cái này nhá. Cái này cả nam cả nữ dùng được nha mọi người, cả nam cả nữ dùng được nhá. Con à, con này còn bao nhiêu chai nữa? 10 chai nữa mà con này chai mấy chai? Mười chai bây giờ chỉ có 135k thôi. Hồi già là 135k thì mọi người có thể là phòng tránh già mà bị nấm các kiểu này, nấm ngứa mốc các kiểu, nói chung là vậy. Là ai mà FA nhiều á? Ai mà quý dùng đi. Anh Quý à? Quý hôm trước nhờ bạn ở bên Mỹ gửi thuốc các Lào về đúng không? Nó có hai dạng đấy, bọt với là nước đấy. Có tóc thì dùng nước, không có tóc thì dùng bọt. Cái gì? Có. Phải có tóc. Nhờ mua thuốc trị hắc Lào. Cũng có tóc. Cũng có tóc, có sum xê không? Rồi á. Dung xê thì dùng kiểu khác. Dung xê kìa. Thế anh Tiến thì sao? Bạn ơi, anh Tiến đang bị hỏi rồi. Em Stormy lắm tuổi này thì gửi được em Stormy mua thuốc khác nào chưa? Anh Tiến á, không hiểu sao nhưng mà thấy anh Tiến toàn mua cái giảm có bò thôi. Thế là như nào? Là trong không trong? Thế là anh hỏi thôi. Hỏi. Nhiều rồi. Già là dùng hết rồi. Già dùng hết rồi. Anh Tiến thì mình thấy anh Tiến hay xin cái giảm bò này lắm. Cái giảm mà có bò đấy. Anh Tiến bằng thẳng rồi. Còn bao nhiêu chai nữa được anh? 5 suất cho chị. 5 suất nữa mọi người ơi. 5 chai nữa phải trả lại. 135k. Rẻ nhờ. 135k. Từ 200 bao nhiêu? 230k hôm nay chỉ còn 135k. FA thì dùng loại nào cũng được nhá. Khói đâu ra? Đâu ai làm gì có khói đâu. À Linh à. FA thì dùng loại gì cũng được nhá. FA mà nhìn nhiều các kiểu là dùng cho mình loại gì cũng được, chất sạch nhá mọi người ơi. Cái này thì có 135k thôi, siêu hồi siêu rẻ luôn. Cái này là dùng để chay. Cái này là dùng chay nhá mọi người ơi. Còn 3 suất thôi mọi người ơi, 3 suất nữa nha. Còn 3 chai duy nhất nha mọi người ơi.
Giờ gọi là hòa hói, có ly xung xuê à? Ly xung xuê. Ê Thảo Nguyên kìa, anh Tiến tầm tuổi này chắc cụ hói rồi. Hói thật đi, gặp hỏi hói thật đấy, bạn Thảo Nguyên à. Hói thật đấy. Bây giờ hãy gọi là Hoàng Tiến Cọc. Trời, Tiến Cọc. Tiền, tiền hói. Tiền hói. Tiền bạc, tiền hói. Tiền bạc, tiền hói, đấy. Chết xuất từ... thành phần là hoa hồng hữu cơ, hoa cẩm quỳ, nha đam hữu cơ nha. Kháng phim viêm, làm dịu, làm mềm, cân bằng độ pH, cân bằng làm sạch và bảo vệ da nha mọi người. Có cái này thì ai cũng nên phải dùng này, ai cũng nên phải dùng nha mọi người. Nhưng mà anh quý của anh cụt thì dùng được gì? Quý cụt à? Vẫn dùng ở xung quanh. Cụt vẫn dùng được. Cụt vẫn dùng được nha. Nãy giờ không bán được chai nào à? Nãy giờ không bán được chai nào. Bán được bao nhiêu đâu chai? 100 chai rồi. Nãy giờ không bán được chai nào à? 60 chai rồi nha mọi người ơi. Nào kéo nhỉ? Còn 5 chai nha mọi người, còn 5 chai nữa nha. Cái này ai mà mua cho vợ cho con thì mọi người nên mua nha. Mọi người nên mua cho vợ cho con nha, tặng cho vợ cho con nha. Đưa Quang Linh bán cho. Có tóc mình không? Mình dùng cả 60 chai được à? Ừ. Ai mà bị kích ứng hay gì thì liên lạc với bọn mình nha. Ai dùng xong mà bị làm sao thì liên lạc với bọn mình nha mọi người ơi. Chỉ cần liên lạc thôi, không phải dùng ngày cụ thể nha. Hả? Cái nick này comment ít đấy. Không phải, bởi vì người ta đang ở hiểu sản phẩm, người ta đang mua sản phẩm cho nên là comment nó ít. Comment nhiều hay ít nó không quan trọng, quan trọng là chất lượng nha. Thường kiểu là nhìn cái màn hình, mình thường nhìn cái màn hình comment nó chảy như này. Chảy nhanh nhiều như này, nhảy liên tục. Cay thật đấy, nghe nhục thật đấy. Sóc Sơn tầm hà 2 ngày nha. Có người comment câu, có ai đấy không, comment số 1 các bạn ơi. Hay là view ảo đây. Sao hai cái tám người các bạn ơi, không sao ta, view ảo sao ấy, cái này chảy ấy rồi, chảy mắt xem rồi, à cái kìa, cái này chảy mắt xem rồi, 4 người bấm số 1 đấy kìa, 4 người bấm số 1, 5 người rồi, 1 người ấn số 1 rồi, 5 người bấm số 1 rồi, cái này view ảo rồi, view mua rồi, view mua. 135k nha mọi người, thôi lên giảng bọt nha. Lên giảng có bọt dành cho những ai không như Nam Hoàng nha. Lên giảng bọt nha mọi người, giảng bọt dùng siêu thịt luôn. Hoàng trọng nha. Ai mà trọng như Hoàng thì hãy dùng giảng bọt nha mọi người ơi. Cái này chiết xuất từ hoa sen, hoa hồng các kiểu nha. Dùng rất là thích nha mọi người. Và cái sản phẩm này là sản phẩm thuần chay nha. Linh thì dùng giảng gel phải không? Linh lông lá. Là quá chữ L luôn. Xung xuê. Xung xuê. Xung xuê. Lý lông lá. Hoàng trọng nha mọi người ơi, đây ạ. Quý cụt. Tiền bạc đấy. Tiền hỏi ấy. Thành phần là hoa cẩm quỳ. Đâu, quỳ lơ tơ. Quỷ lơ tơ. Quỷ lơ tơ là gì? Lơ tơ là gì? Lông tơ. Lớt tơ, mới là lông tơ thôi. Mới lớn à? Mới lớn. Đây cái này 50 suất chị ơi. 50 nha, 250k mà hôm nay chỉ có 145k. Quỷ lớt tơ. Quỷ lông tơ, quỷ lơ tơ. Lơ tơ. Cái này cân bằng làm sạch bảo vệ da, làm mềm, cân bằng độ pH, làm dịu và kháng khuẩn nha mọi người ơi. Cái này mọi người nên mua nha, nên mua để dùng nha, dùng để bảo vệ cho cơ thể của mình nha mọi người ơi. Cái này khi dùng xong thì không bị kích ứng da hay là bị làm sao hết. Nếu như mà ai mà bị làm sao thì mọi người comment, mọi người nhắn tin cho bọn mình nha. Đây ạ. Sao không nói gì nữa?